Hoàng Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên một chương trình test hàng cho hai bác khách hàng. Hai phiên bản xúc điện lái hơi V40 150 Pro và B3 2020. Đây hiện tại là hai phiên bản xúc đang được bán rất là chạy của Hoàng à. Hai bác khách ngày hôm nay nhá. Anh Cường ở Thanh Hóa và bác Hà ở Hậu Giang. Bác Hà đặt phiên bản 150 Pro. Đấy, bác Hà thì đã cọc trước cho bên em rồi, còn 3.100.000 thôi. Còn anh Cường là anh đã cọc căn cước công dân nhá. 3.350.000. Còn cái bản 150 Pro là 4.600.000. Hai phiên bản này thì đã có bao gồm đầy đủ cước vận chuyển cũng như là tặng kèm dây jack kết nối cho bác. Đều là hai cái dòng xúc điện lai hơi. Công suất khủng, cái chất âm của nó cực kỳ là hay. B3 2020 3.350.000. Logo V3 này. Bắt mặt và cái bản B3 này thì lỗ thông hơi của nó thì sau phần e-căng. Em kiếm cái thước để đo kích thước hai cục này nhá. Đây thước ngoài đây này. Về phần bộ mạch, cái bản B3 2020 công suất max của nó là 950W này, công suất cũng rất là lớn đây. Nội thất ruột gan thì em đã có khá là nhiều chương trình để tháo chi tiết rồi. Về tiếp theo là về phần kích thước của cái dòng B3 2020. Con này thì nó sẽ có độ sâu của thùng là 48 phân. Chiều cao là 51 này. Đấy, và cuối cùng là bề ngang. Ngang 50,5, đấy kích thước 3 chiều của bản B3 2020 M40. Đấy, tiếp theo là đo luôn con 150 Pro nhá. Bản này thì kích thước của nó sẽ lớn hơn, ngang của con này là 47. Sâu 46. Đấy, cao con này cũng khoảng đây, cao con này là 57 cơ. Đấy, kích thước của con 150 Pro thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cái dòng B3 cao hơn. Đương nhiên là cái bản 150 Pro thì cái chất lượng âm thanh của nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Bản này nhập khẩu chính hãng của EB Pro, giá 4.600.000, bảo hành 2 năm. Đầy đủ tem chống hàng giả mã QR này, tem bảo hành. Đây, phía đằng sau, mạch đằng sau của nó đây. Đấy, tem bảo hành. Và cái bản này công suất max đạt đến 1.500W cơ. 1.500W, công suất cực kỳ là khủng luôn. Nội thất thì em đã tháo rất là nhiều rồi. Đấy, volume này. Tất cả những dòng sản phẩm súp của EB thì đều cho ra chất lượng rất là tốt. Công suất lớn, cái tiếng đánh của nó khá là hay. Và đặc biệt EB Pro là một trong những cái thương hiệu mà đưa ra cái chế độ bảo hành về những cái dòng súp này khá là tuyệt vời. Bảo hành toàn bộ trong vòng 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Đây là hiện tại đây là hai cái phiên bản súp đang được bán rất là chạy. B3 2020 3.350.000. Giá hợp lý, chất âm hay. Còn 150 Pro 4.600.000 đồng, phiên bản nhập khẩu chính hãng từ EB Pro. Bỏ ra cái giá 4.600.000 đồng mà các bác có thể sở hữu được một cái phiên bản súp chính hãng từ thương hiệu này thì đây là một trong những cái giá thành mà theo như em thấy là khá là hợp lý, rất là rẻ cho một cái phiên bản nhập khẩu chính hãng. Về các bác có thể check và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống của trang chủ. 4.600.000 bao gồm cước vận chuyển và tặng kèm dây jack kết nối nhá. Hai mẫu model, hãy bác nào có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng và tìm hiểu về hai cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Đấy, bên cạnh đó thì còn một số dòng như là S15 Pro, bản S15 Pro hay là súp bãi thì bên em có con Z15X ở cửa hàng thì đợt này đang hết cái dòng súp bãi V40 rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đợt nào bên em về hàng thì bên em sẽ thông báo trực tiếp lên trên kênh nhá. Nhân tiện đây thì cũng bác nào chưa like và chưa đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Audio thì cho bên em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Thời điểm hiện tại thì bên em đang có rất là nhiều chương trình khuyến mại cũng như là chương trình giảm giá. Các bác đăng ký kênh thì sẽ được nhận những cái mức ưu đãi lớn hơn và nắm bắt được những cái thông tin, những cái chương trình khuyến mại sớm nhất có thể. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà. Xin chào.